Nga bắn rơi Su-24 và Mi-8, diệt pháo M-777 trong ngày. Nga chiếm khu pháo đài phía Tây. Ukraine chỉ còn kiểm soát chưa tới 1% Bakhmut. Nga phá hủy sở chỉ huy lữ đoàn pháo binh Ukraine. Bình Nhưỡng bán đảo Triều Tiên bên bờ vực xung đột vũ trang. NATO học hỏi các kế hoạch quân sự bí mật thời chiến tranh lạnh. Xin kính chào quý vị và các bạn đã theo dõi chương trình tin tức quốc tế được phát sóng hàng ngày trên kênh youtube Thế Giới Nghiêng. Vừa rồi là những thông tin chính sẽ có trong chương trình, còn bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, xung đột giữa Nga và Ukraine đã bước qua ngày thứ 425 với những diễn biến bất ngờ trên mọi trận địa. Mới đây, Bộ Quốc phòng Nga tiếp tục báo cáo về tiến độ của chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine. Ở hướng Kupiansk, không quân và pháo binh của nhóm lực lượng Zapad Nga đã giao chiến với các đơn vị của Ukraine gần vùng Kharkov. Hành động của hai nhóm tấn công và trinh sát lực lượng vũ trang Ukraine đã bị các đơn vị thuộc Lữ đoàn Bộ binh Cơ giới 138 và 27 của Nga chặn đứng. Trong ngày, Ukraine mất 60 quân nhân, hai xe chiến đấu bọc thép, hai xe cơ giới và một khẩu lựu pháo D-20 trên hướng này. Theo hướng Krasny Liman, lực lượng tác chiến, chiến thuật và không quân – và pháo binh của tập đoàn quân T-Center Nga đã giao tranh với các đơn vị của Ukraine gần Lugansk. Trong ngày, hơn 75 binh sĩ Ukraine, một xe tăng, bốn xe chiến đấu bọc thép, hai xe bán tải và một khẩu lựu pháo D-30 của họ đã bị Nga vô hiệu hóa. Ở hướng Donetsk, các phân đội tấn công của Nga đã chiến đấu để giải phóng Bakhmut với sự hỗ trợ tích cực của lực lượng dù hàng không và pháo binh của nhóm lực lượng giúp Nga đã gây thiệt hại về hỏa lực cho nhân lực và khí tài của đối phương gần Donetsk. Hàng không Nga thực hiện 7 lần xuất kích và pháo binh thực hiện 72 lượt khai hỏa tại khu vực này trong ngày. Phía Ukraine mất 200 quân, một xe tăng, 3 xe chiến đấu bọc thép, 5 xe cơ giới và hai hệ thống pháo tự hành Kvostika ở hướng này trong 24 giờ. Ở các hướng Nam Donetsk và Zaporizhia, không quân và pháo binh của cụm lực lượng Vostok Nga đã dội hỏa lực vào các đơn vị Ukraine gần Voleda. Tổn thất của Ukraine trên hướng này trong ngày là 150 binh sĩ thương vong, 5 phương tiện cơ giới, một phương tiện tên lửa đất đối không Strela-10, một khẩu pháo FH-70 và một hệ thống pháo M-777 do Mỹ sản xuất. Ở hướng Kherson, hơn 35 binh sĩ Ukraine, một phương tiện chiến đấu bọc thép và 3 phương tiện chiến đấu cơ giới của họ bị phá hủy các lực lượng Nga đã giao chiến với 68 đơn vị pháo binh Ukraine cùng nhân lực và khí tải của họ tại 97 khu vực trong ngày. Một trạm radar phản pháo ANTPQ-37 của Ukraine do Mỹ sản xuất đã bị phá hủy gần các khu định cư vùng Donetsk. Máy bay chiến đấu của lực lượng hàng không vũ trụ Nga đã bắn hạ một máy bay Su-24 của không quân Ukraine gần Slavyansk. Lực lượng phòng không Nga còn bắn rơi một trực thăng MI-8 của không quân Ukraine gần vùng Zaporizhia. Ngoài ra, bốn tên lửa phóng từ hệ thống HIMARS và một tên lửa Uragan của Ukraine đã bị Nga đánh chặn trong ngày. 11 UAV Ukraine đã bị bắn hạ gần vùng Zaporizhia và vùng Donetsk. Trong khi đó, theo các nguồn tin từ chiến trường và các hình ảnh được Wagner chia sẻ, các mũi tiến công của lực lượng này đã giành quyền kiểm soát hoàn toàn khu vực kiên cố cuối cùng của phân khu phía Tây, thị trấn Bakhmut, hay còn có tên gọi khác là pháo đài của Ukraine. Như vậy, về cơ bản, Wagner và quân đội Nga đã kiểm soát gần như hoàn toàn Bakhmut, ngoài một số khu vực ra báo còn lại ở phía Tây. Hiện tại, Wagner vẫn tiếp tục tiến công và đạt được thành công khi giành lấy bệnh viện Nhi Bakhmut để cắt con đường tiếp tế từ phía Bắc dành cho lực lượng phòng thủ Ukraine tại đây. Các cứ điểm đáng chú ý còn lại là công viên tượng đài MiG-17. Tuy nhiên, với việc các vị trí trung tâm phía Tây sụp đổ, vai trò phòng thủ của lực lượng Ukraine còn lại không còn bất kỳ giá trị gì và có thể họ sẽ rút lui. Cùng đó, hướng tiến công của Wagner tiếp tục được duy trì dọc theo phố Tchaikovsky để bóc gỡ hoàn toàn tuyến phòng thủ cuối cùng của Ukraine tại đây. Công tác thanh tảo và giả phá bom mìn, vật liệu nổ tại các khu vực Bakhmut vừa giải phóng đang được thực hiện. Trên thực tế, một số tòa nhà may mắn chưa bị phá hủy do hỏa lực pháo kích của Nga trong khu vực đều bị gai mìn. Liên quan tới chiến trường Bakhmut, quyền lãnh đạo Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng, Denis Pushilin cho rằng lực lượng Nga sẽ sớm kiểm soát hoàn toàn thị trấn Bakhmut. Ông Denis Pushilin chia sẻ với hãng thông tấn Drianovosti, nhưng không nêu thời điểm cụ thể. Tôi cho rằng khu vực này sẽ sớm được kiểm soát. Ông Pushilin cho biết, nhưng thừa nhận tình hình vẫn căng thẳng. Lực lượng Wagner đang thực sự tiến công cả ngày lẫn đêm. Quân đội Ukraine đang triển khai lực lượng dự bị vào cuộc chiến ở Bakhmut, nhưng không thể chặn đà tiến của lực lượng tiến công Nga tại nội đô. Tờ báo Bill của Đức cũng xác nhận những bước tiến của Nga ở Bakhmut các lực lượng Ukraine đang kiểm soát khoảng 20 tòa nhà ở phía tây Bakhmut, tương đương 1% tổng diện tích và con số này đang thu hẹp từng giờ. Dạng sáng ngày 19 tháng 5, còi báo động không kích tiếp tục vang lên ở hầu khắp lãnh thổ Ukraine. Nhiều tiếng nổ lớn được ghi nhận ở một số khu vực, bao gồm cả thủ đô Kiev, miền Bắc, miền Nam và miền Tây. Còi báo động vang lên từ khoảng 2 giờ sáng nay và kéo dài hơn 1 giờ đồng hồ. Quân đội Ukraine cho biết Họ phát hiện các máy bay chiến đấu của Nga xuất kích và có thể tập kích tên lửa siêu vật âm Kinzhan. Chính quyền Kyiv sau đó cho hay Nga đã triển khai các đợt tấn công bằng máy bay không người lái nhằm vào Kyiv. Ông Shahipoko, người đứng đầu chính quyền quân sự Kyiv cho biết, lực lượng phòng công của chúng ta đã phát hiện và phá hủy toàn bộ mục tiêu trên không, ngăn chặn cuộc tấn công Kyiv. Có báo động sau đó là do đối phương dùng máy bay không người lái tập kích thành phố, Nga triển khai các đợt tấn công liên tiếp. Phát biểu trên truyền hình quốc gia, người phát ngôn không quân Ukraine Yuri Inat cho hay, hệ thống phòng không của nước này đã đánh chặn 19 trong tổng số tên lửa và máy bay không người lái. Theo ông Inat, tổng cộng 3 tên lửa Kalib phóng từ Biển Đen và 16 máy bay không người lái bị bắn hạ. Các cuộc tập kích của Nga đang diễn ra gần như hàng ngày. Đây là cuộc tập kích thứ 10 của Nga kể từ đầu tháng và là vụ tấn công thứ hai trong vòng chưa đầy 24 giờ. Hôm qua, Nga cũng phóng ít nhất 30 tên lửa hành trình cùng với các máy bay không người lái nhắm vào Kiev. Ông Popko gọi đây là loạt vụ không kích chưa từng có về sức mạnh, cường độ và hình thức của Nga trong bối cảnh Ukraine lên dây cót cho chiến dịch phản công. Vừa qua, trong thông báo cập nhật tình hình chiến sự, Trung tướng Igor Konashenkov, người phát ngôn của Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố, quân đội Đức này đã tiến hành một vụ tập kích bằng tên lửa đàn đạo Grom qua đó phá hủy một sở chỉ huy của Ukraine tại khu vực Kherson. Ông Konashenkov cho biết, tại khu vực định cư Preobrazhenka, sở chỉ huy của lữ đoàn pháo binh số 44 của Ukraine bị san phẳng sau vụ tập kích của tên lửa Krom. Cũng tại Kherson, một trạm quan sát của lực lượng đặc nhiệm Ukraine trên đảo Veliki bị quân đội Nga phá hủy. Thêm vào đó, 40 binh sĩ cùng 3 lựu pháo của Kiev bị loại khỏi vòng chiến đấu. Bên cạnh vụ tập kích vào Kherson Moscow đã sử dụng tên lửa hành trình có độ chính xác cao để tấn công một cơ sở đóng và sửa chữa tàu của Ukraine tại thành phố cảng Nikolayev. Vụ tấn công này gây hư hỏng nghiêm trọng, đồng thời khiến một kho đạn lớn của Ukraine nằm bên trong sườn đóng tàu này bị phá hủy toàn bộ. Ông Konashenkov nói thêm, vào đêm qua, quân đội Nga đã tiến hành một vụ tập kích bằng vũ khí chính xác, phóng từ biển nhằm vào cơ sở đóng tàu tại thành phố Nikolayev. Mục tiêu của vụ tập kích đã hoàn tất, mục tiêu đã bị phá hủy. Cũng theo người phát ngôn của Bộ Quốc phòng Nga, trong vòng 24 giờ qua, quân đội nước này đã tiến hành nhiều đợt tấn công, gây ra thiệt hại nặng nề cho phía Ukraine. Cùng thời điểm này, Sputnik đăng tải video cho thấy UAV cảm tử của quân đội Nga đã phá hủy một hệ thống pháo tự hành 2S1 Gvozdika của Ukraine với độ chính xác cao. Sputnik không nêu cụ thể loại UAV cảm tử được sử dụng, Tuy nhiên, loại UAV được nhắc tới nhiều nhất trong chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga ở Ukraine là Lancet. UAV cảm tử là một loại đạn làng vàng. Chúng không phải là một loại đạn, nhưng cũng không hoàn toàn là một UAV thông thường. Theo định nghĩa, vũ khí này có thể làng vàng hoặc chờ thụ động trong khu vực mục tiêu, tìm kiếm con mồi và tấn công khi mục tiêu được xác định chính xác. Những loại đạn như vậy có thể thực hiện một cuộc tấn công bất ngờ và mạnh mẽ. Hơn nữa, UAV cảm tử có khả năng nhắm mục tiêu có chọn lọc, nghĩa là cuộc tấn công có thể bị hủy bỏ hoặc chuyển hướng trong quá trình bay. Về mặt kỹ thuật, các loại đạn làng vàng lấp đầy khoảng trống giữa tên lửa hành trình và UAV quân sự. Khả năng làng vàng trên không và chờ mục tiêu là điều khiến chúng vượt trội so với tên lửa hành trình. Tuy nhiên, chúng được gọi là UAV cảm tử vì chúng có đầu đạn tích hợp và không sống sót sau cuộc tấn công. Tuy nhiên, chúng rẻ hơn nhiều so với UAV chiến đấu thông thường. Thưa quý vị, quân đội Nga vừa đưa vào sản xuất hàng loạt tên lửa tầm bắn xa và hỏa lực mạnh dành cho trực thăng quân sự và máy bay tấn công mặt đất có tên gọi S-8 OFP. Phó Tổng Giám đốc Công ty Quốc phòng Tecmas, ông Alexander Kochkin, đã công bố thông tin về loại tên lửa S-8 OFP bên lề triển lãm quân sự Milex 2023 diễn ra ở Belarus ngày 17 tháng 5. Nhà sản xuất cho biết, loại tên lửa này có thể được triển khai trong chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine trong năm nay. Theo RT, Brone Borchis là mẫu mới nhất trong họ tên lửa không dẫn đường S-8 dành cho cường kích Su-25, trực thăng quân sự dòng MI-8 và các máy bay khác được trang bị bệ phóng tên lửa không điều khiển. Tekermas cho biết, thiết kế nổi bật của tên lửa S-8 OFP là động cơ đầy phản lực sử dụng nhiên liệu rắn mới, có công suất mạnh hơn. Tên lửa được trang bị đầu đạn mới có khả năng xuyên tường và các chứa ngại vật khác trước khi phát nổ. Mới đây, TASS dẫn nguồn giới chức địa phương cho hay, quân đội Ukraine đã tấn công thành phố Donetsk bằng nhiều bệ phóng tên lửa. Tuyên bố được đưa ra sau khi có ít nhất 5 vụ nổ xảy ra ở thủ đô Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng. Chính quyền Donetsk sau đó cho hay, 8 quả đạn pháo đã được bắn vào thành phố từ các bệ phóng BM-21 Grad. Hình ảnh và video lan truyền trên mạng xã hội cho thấy, nhiều tòa nhà dân cư và ô tô bị hư hại. Trước đó người dân cho biết đã nghe thấy những tiếng nổ lớn sau nửa đêm. Hiện chưa có thông tin về thương vong. Donetsk và các khu vực đô thị xung quanh thường xuyên hứng chịu hỏa lực tên lửa và pháo binh do nằm gần chiến tuyến. Hôm 19 tháng 5, hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên KCNA cho biết, tình hình trên bán đảo Triều Tiên đang bên bờ vực bùng nổ xung đột, mô tả các cuộc tập trận do Mỹ dẫn đầu mang tính chất ngày càng nguy hiểm. Theo KCNA, Bình Nhưỡng có các cuộc tập trận giữa Mỹ với Hàn Quốc và Nhật Bản được lên kế hoạch nhằm mô phỏng kịch bản chiến tranh. Đây là mối đe dọa đối với an ninh của Triều Tiên. KCNA cho biết, đề cập đến kho vũ khí chiến lược của Triều Tiên, một cuộc tập trận nhằm hủy diệt một cường quốc hạt nhân là hoàn toàn viển vông. KCNA cho hay, đồng thời cảnh báo Washington và Seoul sẽ đối mặt với các phản ứng tương ứng. Quyền hợp pháp của một quốc gia có chủ quyền là trang bị cho mình các phương tiện tự vệ mạnh mẽ hơn để đối phó với tình hình nghiêm trọng hiện nay và các mối đe dọa trong tương lai. Junhap đưa tin, tuần tới Mỹ và Hàn Quốc sẽ tiến hành cuộc tập trận bắn đạn thật kết hợp lớn nhất từ trước đến nay để kỷ niệm 75 ngày thành lập Liên minh và 75 năm ngày thành lập lực lượng vũ trang Hàn Quốc. Tại hội nghị thượng đỉnh Vilnius, Litva vào tháng 7 tới, các nhà lãnh đạo NATO dự kiến phê duyệt hàng nghìn trang kế hoạch quân sự bí mật, lần đầu tiên được công bố kể từ sau chiến tranh lạnh. Động thái này đã đánh dấu một bước ngoặt lớn khi NATO thấy không cần phải vạch ra các kế hoạch phòng thủ quy mô lớn, do cảm thấy nước Nga thời hậu Xô Viết không còn là mối đe dọa hiện hữu. Với cuộc xung đột ở Ukraine đang diễn ra, NATO cảnh báo họ phải chuẩn bị sẵn mọi kế hoạch trước khi một cuộc xung đột với một đối thủ tiềm tàng như Moscow có thể nổ ra. Với việc vạch ra kế hoạch khu vực, NATO sẽ hướng dẫn các quốc gia thành viên cách nâng cấp lực lượng và hậu cần. Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg nói về các tài liệu tuyệt mật. Các đồng minh sẽ biết chính xác những lực lượng và khả năng nào là cần thiết, bao gồm cả việc triển khai ở đâu, triển khai những gì và như thế nào. Tương tự như thời kỳ chiến tranh lạnh, một số quân đội sẽ được chỉ định để bảo vệ một số khu vực nhất định. Năm 2014, sau khi Crimea sáp nhập vào Nga, các đồng minh phương Tây đã lần đầu tiên triển khai quân chiến đấu đến các vùng phía đông. Anh Canada và Đức đều dẫn đầu lực lượng triển khai tại các quốc gia vùng Baltic. Tuy nhiên, tất cả những động thái mà NATO làm hiện nay không làm dấy lên lo ngại một cuộc chiến kiểu chiến tranh lạnh khác sẽ xảy đến. Thưa quý vị, nhóm thượng nghị sĩ dân chủ mới đây kêu gọi ông Biden kết hòa tu chính án 14 để tránh Mỹ vỡ nợ để đàm phán với phe Cộng hòa thất bại. Nhóm 11 nghị sĩ dân chủ tại thượng viện viết trong thư gửi tổng thống Joe Biden được công bố. Chúng tôi đề nghị Ngài chuẩn bị thực hiện thẩm quyền theo tu chính án thứ 14 trong hiến pháp, trong đó nêu rõ không được nghi ngờ tính hợp lệ của các khoản nợ công của Mỹ. Nhóm nghị sĩ cho rằng ông Biden sử dụng quyền hạn theo tu chính án thứ 14 sẽ cho phép Mỹ tiếp tục thanh toán đúng hạn các khoản nợ, ngăn một thảm họa toàn cầu. Theo tu chính án thứ 14, việc tổng thống Mỹ được phép vượt quyền quốc hội nếu việc nhà trắng và quốc hội không thể nâng trần nợ được coi là vi hiến. Khi đó, Bộ Tài chính Mỹ có thể tiếp tục vay tiền vượt trần nợ để duy trì chính phủ hoạt động. Ngoài ra, phe Dân Chủ có thể cân nhắc một số hành động đơn phương khác như phát hành trái phiếu không bao giờ đáo hạn, đồng nghĩa sẽ không tính vào nợ công về mặt kỹ thuật, hoặc in một đồng xu bạch kim mệnh giá 1.000 tỷ đô la Mỹ rồi gửi vào Cục Sự trữ Liên bang Fed. Tuy nhiên, các quan chức chính quyền Tổng thống Biden cảnh báo những động thái này có thể phản tác dụng một cách nguy hiểm. Ngoài ra, phe Cộng hòa cũng có thể kiện chính quyền ông Biden vượt thẩm quyền hành pháp với quá trình kiện tụng khả năng cao lên tới tòa án tối cao, ảnh hưởng đến uy tín của Mỹ. Vừa rồi là những thông tin mới nhất về tình hình thế giới mà chúng tôi muốn gửi đến quý vị trong buổi sáng ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã theo dõi kênh YouTube Thế giới nghiêng. Xin kính chào và gặp lại.